Thì A Mỹ đang làm gì? Bột trứng. Bột trứng luộc. Trứng gì? Trứng luộc. Chỗ biết khép mẹ ha. Chị Hà bao nhiêu tuổi? 7 tuổi. Dạ con 7 tuổi. Dạ con 7 tuổi. Á Mỹ. Dạ. Con đập đập đều cái trứng á Mỹ. Con mẹ con làm vậy con bể trứng á, đập đều đều á. Để riêng ra, để bên kia cho mẹ. Phải đập đều cái trứng chứ con làm vậy nó sẽ bị bể. Bỏ riêng qua cái tô bên kia đi. Hết rồi hả? Giỏi quá ha, thank kiều nha. Mà Mỹ lọt sau cuối cùng bể hai cái trứng đó. Ai Mỹ cố tình làm để Mỹ ăn phải không? Đã. Phải không? Đã. Cố tình bể trứng đó là ăn phải không? Đã. Phải không? Đã. Đúng rồi, chứ gì nữa. This is a sad thing. Yeah.